Cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, thời vua Lê Chúa Trịnh dường như có sự đột khởi của việc xây cất những lăng mộ của quan lại quý tộc. Những khu lăng mộ đá hiện còn rải rác khắp châu thổ sông Hồng và một số vùng khác. Những lăng mộ chôn giấu những bí ẩn của chủ nhân và cũng là bí ẩn của một giai đoạn trong lịch sử đang bỏ ngỏ và cần người đi tìm câu trả lời. Có một nơi được mệnh danh là Trung Tâm Đá, nơi án ngữ nhiều lăng mộ thờ phụng các vị quan triều Lê Trịnh cùng hàng nghìn cổ vật bằng đá đang chơ gan cùng tuế nguyệt, thách thức với thời gian. Vào cái thế kỷ thứ 17, khi mà nhà Lê quay trở lại quản lý Thăng Long ở đất nước, thì một loại hình lăng mộ kiến trúc này được phát triển rầm rộ, có mặt ở nhiều nơi và nó đã đóng góp được rất nhiều những cái giá trị về mặt khoa học, lịch sử và nghệ thuật điêu khắc kiến trúc Việt Nam. Xứ Kinh Bắc nói chung và mảnh đất Hiệp Hòa, Bắc Giang nói riêng vốn là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, đặc biệt là truyền thống khoa bảng, thi cử và là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Trong 73 khoa thi từ năm 1554 đến năm 1787, riêng mảnh đất Hà Bắc xưa đã có tới 199 vị tiến sĩ làm quan lớn trong triều. Những vị quan đó có công lớn trong việc xây dựng và bảo vệ nước nhà. Khi về già, trở về quê hương, được nhà vua ban thưởng nhiều bổng lộc và cho phép xây dựng lăng mộ để làm chỗ an nghỉ vĩnh hằng cho mình. Trong quần thể lăng đá Hiệp Hòa, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17-18, dưới thời Lê Trung Hưng, nổi bật có lăng họ Ngọ và lăng Bầu. Hai lăng của hai vị quan mang trong mình nhiều giá trị về lịch sử, giá trị kiến trúc và điêu khắc. Khi cụ nằm trong triều đình được bổng lộc, cụ đem về cụ công đức cho dân, rồi thì là toàn bộ, rồi là ruộng nương quan tiền, rồi thì là tất cả là cụ làm hai ngôi chùa và ba ngôi đình. Lăng đá họ Ngọ còn gọi là Linh Quang Từ, được xây dựng vào năm Chính Hòa thứ 18, tức là năm 1697. Đây là nơi lưu giữ di hài một võ quan nổi tiếng đã làm tới chức Tổng Thái Giám. Dưới triều vua Lê Hy Tông 1676-1705, theo tài liệu và văn bia cổ để lại, quận công Ngọ Công Quế trực tiếp đứng ra xây dựng, giám sát sinh phần của mình khi còn sống. Đây cũng là một trong những điểm độc đáo của các lăng mộ này. Bản thân những chủ nhân lăng mộ khi sống họ đã có ý thức về xây cái lăng mộ mộ phần của mình để lại cho đời sau. Bởi vì một trong nguyên nhân họ đa phần xuất thân từ những vị quan không có người nối dõi, cho nên họ muốn lưu danh hậu thế bằng cái mộ phần của mình cho hậu thế sau này biết. Chính vì thế thì họ xây bằng những vật liệu bền vững, họ trang trí về mặt mỹ thuật đẹp và họ có cái nhà bia để ghi lại công tích của họ phục vụ cho triều đại và cho đất nước. Không nằm ngoài dòng chảy của thời gian, công trình kiến trúc lăng họ Ngọ mang dấu ấn kiến trúc của cả thời kỳ lịch sử cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Trước khi cụ xây lăng thì cụ đã cho con cháu rồi thì quân lính là đào một cái ao, tức là hình bầu dục, hình bán nguyệt ở đằng trước, và cụ lấy đất đó đắp ra một cái gò đằng sau cách đây khoảng độ 300 mét. Hiện nay bây giờ gia đình dòng tộc của tôi vẫn giữ gìn được những cái như thế, tức là cái ý nghĩa của cụ là chân đạp thủy đầu gối sơn. Tuy có những nét kiến trúc chung nhưng lăng họ Ngọ cũng có những điểm độc đáo riêng mà không hệ thống lăng nào có được, thể hiện thẩm mỹ cá nhân của chủ nhân lăng. Khu lăng mộ này cũng cho thấy nghệ thuật điển hình của kiến trúc, điêu khắc, trang trí thời Lê Mạc. Cổng dẫn vào lăng xây kiểu vòm cuốn. Hai bên cổng
có hai con chó đá. Qua cổng lăng, trên khu đất trước mộ phần, hai bên có hai dãy tượng đá đứng chầu uy nghiêm. Đặc biệt, trong lăng có đôi voi đá ở tư thế quỳ, vòi cuộn lên miệng, được tạc rất công phu và tỉ mỉ. Ngoài ra, còn có đôi ngựa bằng đá, có dáng cân đối, khỏe, đẹp. Đôi nghê đá trong tư thế đứng, râu cằm xoắn, đầu to, bờm ngắn. Đôi cá sấu đá miệng mở rộng để lộ viên ngọc lớn. Thân, lưng và đuôi cùng bốn chân được chạm trổ công phu. Ngoài ra, còn có những vị tướng cao chừng 1 mét, khuôn mặt quắc thước, tay cầm trượng bảo vệ khu lăng mộ của quận công họ Ngọ. Tất cả linh vật được trang trí trong lăng mộ đều toát lên vẻ uy nghi, bề thế, chứng tỏ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần an táng của chủ nhân ngôi mộ. Đồng thời cũng gửi gắm quan niệm của người Á Đông, sống gửi, thác về. Cuộc sống cõi trần là cuộc sống tạm, về với thế giới bên kia mới là sự vĩnh cửu. Chính vì thế, những linh vật này phản ánh cuộc sống dương thế của vị chủ nhân ngôi mộ. Nằm trong hệ thống lăng Hiệp Hòa, nếu như lăng họ Ngọ là của một vị tổng thái giám, thì lăng Bầu lại là nơi yên nghỉ của một võ tướng. Quan tướng công Tự Đình Hoành, sinh thời làm quan dưới triều vua Lê Duy Kỳ. Cụ được vua Lê Duy Kỳ giao cho cầm quân dẹp loạn, giữ bình yên cho bờ cõi lúc bấy giờ. Là trong cái lăng mộ thì là ông ta là người để phục vụ cho chủ nhân ngôi lăng mộ này. Đấy, cho nên cái tượng này được tạc trong cái tư thế tay, thể hiện rất là thành kính. Đấy, qua cái tác phẩm điêu khắc này, chúng ta cũng có thể biết được cái trang phục về giáp, áo giáp, rồi thì những cái trang bị của những cái người phục vụ trong quân đội vào cái thế kỷ thứ 17 này. Ở đây chúng ta sẽ thấy những võ sĩ được trang bị rất chi tiết, ví dụ như là mũ, áo giáp và cái binh khí sử dụng thời bây giờ. Trong áo giáp ấy, nó khắc tạc những cái chi tiết rất tỉ mỉ, ví dụ như là khắc tạc hai cái đầu hổ phù ở hai vai, hay là những cái hoa văn họa tiết rất là tinh tế. Xã hội thời kỳ này rất phức tạp. Đằng trong là chúa Nguyễn, đằng ngoài là vua Lê, chúa Trịnh. Có lẽ do bối cảnh lịch sử như vậy, nên kiến trúc lăng mộ sở hữu hệ thống linh vật có phần khác so với sự đồ sộ của lăng họ Ngọ. Tượng ngựa ở đây nó thể hiện một con ngựa chiến. Nó có đầy đủ những cái trang phục của con ngựa trong cái thời kỳ chinh chiến. Nó còn có lục lạc, còn có yên cương, còn có tất cả những cái tư thế của một cái con ngựa chiến. Mà cái nội dung của cái con ngựa chiến này nó phản ánh chủ nhân nằm ở trong cái khu lăng mộ này là một người võ tướng và đã có sử dụng trong những cái cuộc chinh chiến vào thế kỷ 17 để khắc tạc phục vụ cho những cái lăng đá. Chúng ta thấy con ngựa chiến nó đủ này, lục lạc này, yên này, cương này, và những cái bộ phận như này trang trí cho cái con ngựa này. Trải qua thời gian, thi hài ở các lăng mộ dù được bảo quản rất tôn nghiêm, nhưng không tránh khỏi sự dòm ngó của kẻ gian. Nhiều người cho rằng vì là vị quan có nhiều công lao và được ban thưởng nhiều bổng lộc, châu báu, nên khi ông mất, rất nhiều đồ vật quý hiếm đã được an táng theo. Thông tin ấy đã khiến lăng mộ không ít lần rơi vào tầm ngắm của những kẻ đào trộm. Là nó có một cái bí ẩn. Tất cả những người thợ đây đều không có này đỉnh. Kể cả văn viên cũng không có. Nhưng mà có những giả thiết là riêng làm những việc này thì người ta rất kín đáo, bảo vệ cái thi hài của cụ. Cho nên là khi tất cả những người thợ thì không có một ai là có bút tích. Năm 1984,
thì một số người địa phương dẫn một số cái người mà chuyên môn đi tìm kiếm vàng đá, đá quý vàng bạc về cũng đã khai quật đào bới cái mộ này lên năm 1984. Thì lúc đó con cháu thì có ý thức bảo vệ rất tốt, cho nên người ta đã tìm cách người ta bắt được mấy cái người đào mộ này và đưa cho pháp luật xử lý. Từ thời điểm đó đến nay, không còn ai đào bới phần mộ táng này nữa. Nhưng cũng vì thế, người ta đặt câu hỏi, chủ nhân của những khu lăng mộ đã được mai táng dưới hình thức nào? Thì dưới mộ là có cái mùi thơm của gỗ dạ hương rất là thơm, và cái đinh quách rất là lớn. Và dưới phần mộ là một cái phần mật và đá ong rất là chắc. Cho đến nay, gần 100 cái khu lăng mộ là chúng chưa có một cuộc khai quật khảo cổ chính thức nào để biết được cái táng tục. Với những cái tài liệu của những người vi phạm những khu mộ cổ ở trong các lăng và kết quả các cuộc khai quật những cái mộ xác ướp ở Việt Nam đã cho thấy rằng khả năng chủ nhân của những cái khu lăng mộ này đều được sử dụng kỹ thuật ướp xác truyền thống. Đó là một cái kỹ thuật ướp xác trong được phát triển khá rầm rộ vào cái thế kỷ 17-18 trong cái táng tục Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Liệu đây có phải là sự đột khởi trong truyền thống táng tục thời kỳ đó? Chủ nhân các khu lăng này mới chỉ biết qua các tài liệu, còn thực tế chưa có cuộc khai quật nào để biết chính xác bên trong lăng mộ ra sao, táng tục theo phương thức nào. Rất nhiều điều vẫn còn là bí ẩn. Rồi từ đây ta khám phá thế gian mới.